Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng dịch vụ tăng like Zalo trên điện thoại. Đối với các bạn sử dụng Android á, thì các bạn vào phần Start Play, các bạn tìm là dịch vụ Zalo hoặc tăng like Zalo. Thì các bạn tải một trong hai app có trái tim màu đỏ nè. App nào cũng được. Đây mình tải sẵn rồi, mình chỉ mở lên thôi. Thì khi mở lên nó sẽ có thông báo như thế này, thì các bạn đọc qua. Nhưng các bạn đầu tiên sử dụng thì nên đọc qua tất cả những thông báo này. Đây là những lưu ý cực kỳ quan trọng. Thì các bạn nhấn bắt đầu sử dụng. Các bạn nên đọc qua rồi nhấn bắt đầu nha. Thì những bạn mới thì nhấn vào cho bạn đăng ký nè. Cái tên tài khoản thì các bạn viết liền không dấu với mình. Viết liền không dấu nha. Không có ký tự đặc biệt. Email thì email các bạn, mật khẩu của các bạn nè. Nhấn chấp nhận và tôi không phải người máy. Thì là xong, nhấn đăng ký. Ở đây thì video trước mình đã đăng ký rồi, cho nên là bây giờ mình không cần phải đăng ký lại nữa. Thì mình sẽ đăng nhập luôn. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản ở video trước mình đã sử dụng luôn. Đăng nhập. Đối với các bạn xài iOS hoặc là ở iOS á, hoặc là những cái trình duyệt khác mà nó không sẽ hỗ trợ sát lây á, thì các bạn truy cập vào isd.dịchvụzalo.com, vô phần trình duyệt á, hoặc là các bạn có thể gõ ngắn gọn là isd.vn/dv/zalo, nó vẫn ra. Thì giao diện nó cũng vậy thôi, nó cũng y chang vậy thôi. Dành cho những bạn xài iOS nha, tại iOS nó chưa có app. Chúng ta mở lại đi. Thì ở video trước thì mình có hướng dẫn các bạn là nạp qua bên ngân hàng rồi, ví điện tử rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp ở bên thẻ cào luôn. Thì thẻ cào thì tối đa là 10, tối thiểu là 10.000, còn ví điện tử tối thiểu là, ví điện tử giờ bên ngân hàng tối thiểu là 50.000. Thì ở đây mình có thể duyệt thêm 10.000. Đang kiểm tra trong vài giây. Hiện tại thì mình có 30.000. Mình vào phần nạp tiền để mình reset lại. Đây, tài khoản mình còn 6.000. Thẻ mình vừa nạp 6.000 là 36.500. Đây, 36.500, đúng rồi. Chúng ta vào phần dashboard nè, bắt đầu sử dụng nè. Chúng ta vào phần dashboard, vào phần dịch vụ tương tác nè. Giờ đây thì các bạn chọn cái dịch vụ, ví dụ như đây mình chọn với tăng like với người lạ đi, với người lạ nha. Chọn bài, đây mình chọn ba bài đầu tiên đây nha, ví dụ nha. Ví dụ đây là bài, mình có một bài thôi đúng không? Đăng thêm một bài nữa đi. Một bài nữa. Thì cái bài trên đây nè, cái bài mình thả tim này nè, là cái bài đầu tiên, cái bài thứ nhất. Cái bài này sẽ là bài thứ hai. Bài này sẽ là bài thứ hai. Các bạn lưu ý nha, mình đếm từ trên đếm xuống là bài mới nhất là bài 1. Còn bài cũ hơn nó dần dần xuống là tới vị trí thứ 10 luôn. Các bạn lưu ý nha. Tới vị trí thứ 10 luôn. Mình chọn hai bài đi, mình nhập số lượng tăng, ví dụ như 10, số điện thoại, số điện thoại Zalo mình cần tăng á, ví dụ gì ha. Còn này thì các bạn nhập của các bạn nha, mình tạo tiến trình xác nhận. Trong thời gian xác nhận thì hệ thống sẽ tự động đơn, nó hơi tốn thời gian một tí, khoảng vài giây thì các bạn cứ nhẫn chờ nha. Rồi là xong, thì chúng ta vào phần nhật ký để xem đơn hàng nè. Ký để xem đơn hàng là đang xử lý nè. Đơn hàng nó sẽ xử lý trong 24 tiếng nha các bạn. Rồi là các bạn vào phần nhật ký order, bạn cũng có ghi. Đó. Thì mỗi bài chúng ta chỉ nên cài một lần thôi nha. Xong.
các dịch vụ khác, dịch vụ tháng, dịch vụ A thì các bạn tham khảo clip trước mình đã từng nói nha. Nó cũng vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem.